Rồi đó mọi người thấy là nước nó bắt đầu nó rút rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Võ Audio. Hôm nay thì Sang sẽ review cho mọi người hai cái mẫu túi vừa về bên Thiên Vũ. Trên tay mình đây là hai cái mẫu túi các bạn. Mọi người nhìn cái form này mọi người biết được cái mẫu túi là của loa nào không? Thì hai cái mẫu túi này chính là hai cái mẫu túi của Boa S1 Pro, S1 Pro LED và Electro Voice Ever 8. Hai cái dòng loa di động rất là hot trong thời gian gần đây và được khách hàng chọn lựa khá là nhiều. Hai dòng loa này thật sự nó đã có những cái phiên bản túi trước đó rất là thành công rồi. Tuy nhiên, tại sao Thiên Vũ lần này lại làm ra hai cái mẫu túi nó có sự khác biệt? Thì video lúc này mình sẽ nói lên. Ok, mọi người cùng theo dõi mình nha. Hiện tại thì Sang đang ở ngoài trời và không gian ngoài trời cũng khá là ồn. Nếu mà có gì mọi người thông cảm với mình nha. Thì thật ra là ngoài trời để cho mọi người có thể dễ dàng hình dung về sản phẩm này. Và cũng như là hồi sẽ có một cái lúc là mình sẽ test sản phẩm này. Rồi. Hiện tại thì Thiên Vũ đã trước đó đã có những cái mẫu foam túi nó cũng khá là thành công. Tuy nhiên lần này mình quyết định làm ra một cái phiên bản túi mới là bởi vì đợt này Thiên Vũ sẽ làm cái mẫu túi nó đơn giản hơn, nó gọn hơn. Cái foam dáng của nó sẽ có phần basic gọn hơn. Và cái hai cái mẫu túi này sẽ là hai cái mẫu túi phiên bản Boa S1 Pro Plus Premium và Electro Voice Ever 8 Premium. Đặt là premium nha mọi người. Và lần này thì giá thành của túi nó sẽ rẻ hơn so với đợt trước để cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận. Giá thành của hai cái sản phẩm này đợt này thì giá nó sẽ dưới 1 triệu đồng để cho khách hàng nào cũng có thể trang bị cho mình một cái chiếc túi nó phù hợp với cái lò của mình. Và ngoài ra thì ở phiên bản lần này thì hai cái mẫu túi này được thiết kế đa dụng hơn nha mọi người. Đa dụng hơn là tức là mọi người có thể hoàn toàn sử dụng nó là một cái chiếc túi đựng lo, hoặc mọi người có thể sử dụng nó là một cái chiếc túi đựng bất kỳ đồ vật nào, đi chơi du lịch camping để bất kỳ sản phẩm nào vô thì được. Nó rất là rộng, chúng ta có thể để đồ, để thiết bị, để những cái vật dụng cần thiết của chúng ta vào cái túi này. Và cái mẫu túi này được thiết kế theo cái dạng nó là dạng đeo, tức là đeo chéo nha mọi người, hoặc là cái dạng sách để cho mọi người có thể sử dụng, nhìn nó rất là sang. Đó là về cái phần lý do tại sao Thiên Vũ lại làm ra hai cái mẫu túi này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về cái chất liệu da lần này xem nó có cái sự cải tiến như thế nào nha. Trước mặt mọi người đây chính là cái chiếc túi của chúng ta. Đây là mình đang để cái chiếc loa Ever 8 ở bên trong này nè mọi người. Nên mọi người có thể thấy là nó cho ra một cái foam rất là đẹp, rất là sang, rất là chắc chắn. Thì cái mẫu túi này cũng như là đợt trước mà Thiên Vũ làm thì vẫn lựa chọn những cái chất liệu vải tốt nhất. Tuy là giá thành nó rẻ hơn, thiết kế túi nó đơn giản hơn, nhưng chất liệu Thiên Vũ vẫn đảm bảo đặt lên hàng đầu. Và chất liệu vải này là chất liệu vải chống thấm, chống ẩm, rồi chống trầy. Nên là mọi người hoàn toàn có thể đi mưa nhỏ thôi nha. Chứ mình không có khuyến khích mọi người mà mang cái lo giá trị hàng chục triệu mà đi ngoài mưa mà không có hề thấm gì, là cái này mình không dám đảm bảo. Tuy nhiên ở những cái cơn mưa rào nhẹ nhẹ thì cái chiếc túi này hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta yên tâm hơn về cái thiết kế, về chất liệu vải của nó, chống thấm. Tí nữa mình sẽ có video clip mình test thử cho mọi người về cái khả năng chống thấm của chiếc túi này. Rồi, thì đợt này thì túi được thiết kế rất là chỉnh chu ở cái phần đó, chính là về cái phần sách nè. Thiết kế rất là chắc chắn về cái sách. Mọi người có thể cuộn lại và sách rất là êm tay. Ngoài ra thì ở cái phần dây kéo đã được đảm bảo hơn về cái phần dây kéo này nha mọi người. Đây mọi người dây kéo này hoàn toàn là dây kéo chống thấm nha, và cái chất liệu dây kéo này nó rất là êm, rất là mượt. Thì đây hoàn toàn là những cái chất liệu nhập khẩu từ nước ngoài về, nên đâm ra là mình đảm bảo cho mọi người về cái chất lượng vải, về cái chất lượng thiết kế nó hoàn toàn là rất là tốt trong cái tầm giá. Rồi, tiếp đến mọi người thấy nè, đợt này thì làm túi thì mọi người thấy đây có điểm đặc biệt ở là đợt này nè, Thiên Vũ đã cho may logo AV lên túi này.
Đây là may nha mọi người. Đó, mọi người này là mình yêu cầu bên sản xuất họ may nè. Đó, rất là đẹp, rất là sang. Thì thật ra là đối với một cái chiếc túi mình mua về á, đựng cho một cái chiếc lo có giá trị cao thì cũng mong muốn túi nó nói lên cái giá trị. Thì chắc hẳn khi mà nhìn vào cái túi này người ta cũng biết được các bạn đang đựng một cái chiếc lo như thế nào rồi. Đó, giúp tạo nên cái giá trị của chiếc túi. Rồi, đó. Dưới đây Thiên Vũ cũng có làm cho mọi người những cái đệm để mọi người đặt xuống nó sẽ êm hơn. Đó, và phía dưới này là bên trong nó được trang bị một cái lớp nhựa cứng để giúp đảm bảo cái phần mặt lo của chúng ta. Đó, lần này thì cái thiết kế túi nó đặt cái lo nó khác biệt so với lần trước nha mọi người. Đó, nó không giống nên là phần ở dưới đấy coi như vậy thôi chứ nó đã được trang bị rất là nhiều lớp ở phía dưới này. Đó, nó đảm bảo cho cái phần lo chúng ta thêm phần chắc chắn và nó sẽ không sợ bất kỳ một cái thứ gì ha. Rồi, ok, đây bây giờ thì mình sẽ kéo ra lấy ra cho mọi người coi ở bên trong. Chiếc túi này nói chung là một người hoàn toàn có thể sử dụng bình thường chứ không có gì đâu mọi người. Rất là cứng cáp chắc chắn. Rồi, đây nè, bên trong một cái lớp mút, không chỉ là cái lớp nhựa phía dưới đâu mọi người. À, không chỉ là cái lớp nhựa phía dưới đâu mà bên trong này nó còn có một cái lớp mút rất là êm, rất là dày nha. Đó, mình rờ mình cảm thấy nó rất là dày nè. Đó, lên một khúc luôn á. Ở phía bên hai bên này đều có cái phần mút nha mọi người. Thiết kế họ làm cái phần mút ở hai bên này nó rất là êm. Đó, vậy thôi, đơn giản. Đó, chất liệu vải tốt, chất lượng. Ở đây mọi người có thể hoàn toàn để đặt những cái chiếc micro hay là những phụ kiện khi mà chúng ta mang lo đi hát nè. Đó, mang ra ngoài trời hát thì để phụ kiện hai bên này. Đó, rồi chúng ta dán lại. Phía này cũng có luôn nha. Đó, rồi. Đó, xài thì chúng ta kéo lại. Đó, và chiếc túi này là lần này thiết kế là dạng đeo nha mọi người. Thiết kế này lần này là dạng đeo hoặc là sắp. Đó, đây là mọi người thử nè. Đó, sắp đi cũng rất là sang. Đó, mình ví cái túi này nhìn như túi bác sĩ mọi người. Hoặc là cái túi dùng để chúng ta đi du lịch, đi camping nữa, mang theo rất là ok. Đó, rồi đeo thì chúng ta sẽ đeo chéo như vậy thôi. Đó, khi mà chúng ta ngồi trên xe thì chúng ta sẽ đặt cái túi ở phía sau yên xe và giữ cố định nó lại. Còn khi mà chúng ta đi chơi thì chúng ta có thể vừa đi chúng ta vừa xách như vậy, nó trợ lực cho nó. Rồi thì mọi người thấy được là hai cái mẫu túi này có hai cái form dáng khác nhau, do là nó thiết kế dựa trên cái form của con lo luôn, Electro Void F8 và Boa S1 Pro Blade. Nên đâm ra là thiết kế của hai con nó sẽ xích lẫn nhau. Đó, con lớn con nhỏ. Thì với thiết kế như vậy thì cái phần giá thành của nó cũng chênh lệch. Electro Void thì giá nó sẽ cao hơn. Boa S1 Pro Plus hiện tại cái túi này giá là 890 nha mọi người. Còn cái túi này thì rơ khoảng tầm 990. Đó, dưới 1 triệu để cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận. Đó, và đặc điểm hơn, đặc biệt hơn là ở lần này thì khi mà mọi người mua lo Thiên Vũ thì Thiên Vũ có tặng cho mọi người thêm một cái túi trùm nha mọi người. Cái túi trùm này khách hàng đi kiếm rất là nhiều, khách hàng bên mình kiếm rất là nhiều, rồi quyết định lần này mai tặng cho mọi người nếu mà mọi người có mua lo tại Thiên Vũ. Đó, bất kỳ cái lo Evert 8 hoặc là cái túi Lobo S1 Pro Plus Thiên Vũ đều tặng. Đó, thì cái túi này hiện tại Thiên Vũ đang bán là 239.000 một cái như vậy nè. Đó, lần này quyết định là mọi người nếu mà mua thì tặng cho mọi người luôn. Thì cái túi trùm này có tác dụng gì đây? Đó, mai theo form thì túi trùm sẽ có tác dụng là bảo vệ lo khi mà chúng ta không sử dụng, tránh bụi bẩn, tránh côn trùng, rồi tránh người khác một vạch vào. Đó, trùm lại cái theo có form dáng và có thiết kế logo Electro Void ở phía trước. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ test thử cái chức năng chống nước của mấy cái phần túi trùm và cái túi ba lô này. Đó, đây mọi người thấy được nè, không cái chai trà nhưng mà thật ra là nước nha mọi người. Đó, mình đựng trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ test nha. Đó, túi này thì nói chung thì nó sẽ không có thấm. Đây nè. Đó, tất cả mọi thứ đều chảy xuống nè mọi người. Đó, nó chỉ ướt phần vải này nhưng mà phần vải này nó cũng không có thấm. Đó, mọi người thấy nè. Đó,
khúc này nó xuống đây là nó tràn ra rồi, nó không có vô cái phần lo của mình. Bây giờ test trên cái túi này luôn nha. Đó, túi này thì bây giờ mình sẽ kéo hết tất cả cái dây kéo lại, sát lại ha. Đó, kéo sát thôi cho nó bảo vệ dây kéo. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước từ trên đổ xuống như này, coi nó có thấm vô bên trong hay không nha. Đó, rồi đó, mọi người thấy là nước nó bắt đầu nó rút nè, tràn xuống nè. Rồi mở, để mình mở ra coi nó thấm vô ha. Rồi giờ mở ra nha mọi người. Không vô nha mọi người, nó chỉ thấm ở cái phần rìa ngoài thôi. Đó, nó chỉ thấm phần rìa ngoài thôi chứ hoàn toàn nó không có vô nè. Đó, nó chỉ thấm phần ngoài, phía này nó còn khô nè. Đây, vẫn còn khô nha. Cái này chị may túi chị khô là cái lo này rớt nước nữa, còn không sao, bảo đảm bảo không sao, nhưng mà mình cũng nói chung là cũng hơi ngại. Nhưng mà nói chung là ở cái mức độ mà nước như vậy mà nó, mình đổ như vậy mà nó không có thấm vô bên trong, nó không quá là ok rồi, nó còn khô queo à. Đây, còn khô queo luôn mọi người, hầu như là không có thấm vô luôn, khô queo. Hay quá. Rồi an toàn, an tâm, mọi người hoàn toàn có thể đi chơi mà không sợ bất cứ một cái điều gì ha. Thì vừa rồi thì mình vừa review thực tế cho mọi người về hai cái mẫu túi của Boeing 1 Pro LED, Boeing 1 Pro và Electrovoy EVA 8. Đó, thì hai mẫu túi mình đã test nước và báo giá cho mọi người. Đó, một chiếc túi giá là 890, một chiếc túi giá là 990. Và đặc biệt hơn, khi mà chúng ta mua lo tại Thiên Vũ thì hoàn toàn mọi người được tặng một cái túi trùm trị giá là 239.000 đối với sản phẩm túi Lobo, và túi trùm của EV là 390.000. Ok mọi người, thì video clip của mình đến đây là hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy video này hay, hãy bấm like, subscribe với kênh Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Ra chọn không gian ngoài trời là để cho mọi người